mà chúng ta vào cái chương trình đại hội chúng ta chính thức, tức là bầu ban chấp hành mới cho hội cựu sinh viên trường Bình Thủ Đức tại tiểu bang Massachusetts, thì trước hết là chúng tôi xin được mời anh hội. Chúng ta đã có nhiều buổi họp thường định kỳ tại nhà An Quang và tại Worcester. Mục đích của chúng ta có những buổi họp định kỳ như vậy và nhiều địa điểm khác nhau để chúng ta gần gũi địa phương hơn. Và chúng ta cũng trong 2 năm qua chúng ta đã có 2 tờ báo xuân cho 2 năm. Chẳng như vậy chúng ta đã có những buổi diễn hành đối với cộng đồng Massachusetts và yêu chờ tất cả những cái gương phụ bên năm vừa rồi. Cũng như chúng ta đã chia vui sẻ buồn với những anh em đã mất, và hơn nhất là có những em đã ra trường, chúng ta sẽ để nó chia vui. Như chúng ta chẳng những hội viên mình mà thân nhân chúng ta cũng đến thăm viếng, có những anh em mình mà thân chẳng những anh em mình mà thân nhân chúng ta cũng đã thăm viếng. Và những hoạt động đó hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục để phát triển hơn nữa, cho hy vọng anh em chúng ta mỗi ngày một gần gũi nhau hơn. Với sự hiện diện của quý anh như hôm nay, tôi rất là xúc động có những quý anh như anh Hải, anh Nghiêm, mặc dù lớn tuổi nhưng quý anh cũng đến, như anh Năng, lâu lâu anh cũng đến với anh em. Đó là những cái phần thưởng quý giá nhất đối với hội cựu sinh viên sĩ quan trường Bình Thủ Đức. Hy vọng rằng nhiệm kỳ tới hội trưởng mới sẽ phát triển vấn đề đó và anh em chúng ta gần gũi nhau hơn. Cảm ơn quý vị. Báo cho báo Thủ Đức, như anh Phong ở Worcester, anh Quang ở Lô và ở Boston, nhất là anh Đỗ Thu, anh là một hội viên thì anh cũng đã quảng cáo cho báo của mình rất nhiều, là một thành viên rất đắc lực của hội mình. Cảm ơn quý vị. Hy vọng rằng chúng ta mặc dù nói tờ báo là để kiếm tiền nhưng thật ra không phải là đó, mục đích để hội Thủ Đức mình có tiếng nói đối với tất cả mọi người, như là không có hội nào ở Boston. Cũng như là đại diện cho hội Thủ Đức thì chúng tôi cũng ở đây giới thiệu quý vị là chúng ta rất là trân trọng cái sự có mặt của anh Trần Trọng Chiêm cũng như anh Hưng từ Connecticut lên để tham dự chúng ta. Đó là hội Thủ Đức Connecticut và hội Thủ Đức tại Mass. Chúng ta anh ấy có gì chúng ta cũng xuống đấy, nơi mà có gì ở trên này thì anh em Thủ Đức với Connecticut cũng lên với chúng ta, thì đây là một điều rất là vinh dự. Thì cũng để nói sơ qua về cái tình hình mà của anh em chúng mình ở đây á, thì qua kinh nghiệm đi họp các nơi tôi thấy rằng á, bây giờ số họp của anh em chúng ta đây á, tôi phải nói thực sự giống như tiếp lời của anh Năng, tức là chúng ta trông thấy nhau rất là quý rồi, không gì hơn bằng cái tình anh em hết. Thì qua những cuộc tham dự đại hội các nơi tôi thấy rằng á, những cái hội, ví dụ như hội Florida đi lên đây á, thì nửa đường á, là có một ông huynh trưởng ông bị bệnh, nguyên đoàn 6 người lên đi một cái xe van và quay trở về hết tại vì không thể tiếp tục đi được. Rồi có những quý vị đi á, bây giờ chúng ta già hết rồi, thành ra là có những quý vị đi là quên thuốc, mà thuốc thì không thể skip ngày hai ngày được, thành ra quên thuốc phải bỏ về lại bỏ và gọi điện thoại lên cho ban tổ chức biết là không thể đi tiếp tục đi được. Và có rất nhiều hoàn cảnh xảy ra đấy, anh em già của chúng mình giờ trẻ đấy cũng phải trên 60 rồi, và đó là ai máy xe cũng như xe cũ chạy riết thì nó cũng phải hư. Và đó thì cái tình anh em mình đến với nhau được là quý, nhưng mà đến được với nhau mà nhìn thấy nhau đông đủ như ngày hôm nay cũng là một cái điều rất là quý rồi. Thì để khỏi mất thì giờ quý vị, chúng ta sẽ có một cái cuộc biểu quyết sau cái chương trình bầu, thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên cho tiến ban bầu cử cho tiến hành bầu trước, sau đó chúng ta sẽ có những cái vấn đề đi sau nữa. Bầu cử, vận động bầu cử thì gồm có tôi là trưởng ban bầu cử, anh Năng là giám sát và anh Châu là thư ký. Thì theo tinh thần nội quy của hội thì cứ 2 năm chúng ta bầu lại một ban tân chấp hành để có thể lèo lái và điều khiển hội của mình càng ngày càng tiến mạnh
và vững chắc. Trong cái phần mà bầu cử hôm nay thì nó có nhiều phần. Thứ nhất là ai là người tình nguyện ra đứng ra đảm trách cái chức vụ hội trưởng. Và thứ hai là ai ứng cử ra để mà trong việc bầu cử tìm người hội trưởng. Và thứ ba là đề cử. Thì trước hết về phần một đó, thì ở đây có anh em nào có tinh thần cao đứng lên đứng ra để mà đảm trách chức vụ hội trưởng, chúng tôi xin ngừng tại đây để cho anh em suy nghĩ rất kỹ trước khi mình ra tình nguyện để mà đảm trách cái vai trò cũng khá nặng cho cái hội của mình. Cảm ơn tất cả các anh đã tín nhiệm tôi. Như anh Năng đã nói, đôi lúc muốn làm nhiều chuyện nữa cho anh em, nhưng lực bất tòng tâm, thật sự lực bất tòng tâm. Ví dụ như là muốn đi xuống anh tiêm chẳng hạn, Connecticut chẳng hạn, mà đôi lúc lái xe cũng không được. Cho nên mục đích tôi nói là để đề cử những thanh niên để có những kiểu sinh hoạt mạnh mẽ hơn. Nhưng mà cuối cùng các anh đã quyết định như vậy thì tôi cảm ơn. Và tôi hy vọng rằng nếu như chúng ta tất cả mọi người đều một lòng thì Thủ Đức là không đến nỗi tệ lắm đâu. Hy vọng như vậy. Và anh em chúng ta đến đây không phải là vì quyền, không phải vì lời, không phải vì danh, nhưng mà chúng ta đến với tâm tình với nhau. Cái đó mới là quan trọng. Và nếu như chúng ta gắn bó những lực lượng quý anh em quý như vậy thì không có gì mà chúng ta không làm được. Hy vọng rằng những ngày tới anh em chúng ta sát cánh với nhau để làm việc. Cảm ơn tất cả quý vị. Bàn qua với anh Hội, với anh Biên, tức là tôi là bên cố vấn, anh Hội là hội trưởng, cũng như anh Biên là bên giám sát. Và một số anh em ở đây cũng liên quan cũng xin ý kiến là chúng ta muốn làm cái 10 năm kỷ niệm 10 năm của Thủ Đức tại Massachusetts trong tháng 10 tới. Và qua email các anh em thấy rằng là chúng ta không thể thực hiện được. Lý do là nhà hàng chúng ta không có. Cái nhà hàng có đó thì không đủ chỗ, hay là không có đủ cái phương tiện để chúng ta kỷ niệm 10 năm. Cái nhà hàng mà có đồng ý thì cái giá cả quá cao, 40 mấy đồng. Thì chúng ta không thể nào bán vé 50 đồng thì lỗ. Mà nếu mà cho anh em ở xa đến đây thì cũng không có được nghi lắm. Do đó ban cố vấn cũng như ban chấp hành cũng như ban biên ban giám sát đồng ý là chúng ta rời lại cho 11 năm, tức là cho một năm tới. Thì cái điểm thuận lợi nhất là chúng ta thấy ở đây ở cái tiểu bang này có được á là cái nhà hàng China Burger ở Nguyên Sĩ. Thứ nhất là cái địa điểm nó rộng rãi, có thể diễn hành được trong cái tàu cờ trong cái nhà hàng đó. Thứ hai, cái số người tham dự có thể trên 400 người được. Và thứ ba nữa là cái hành hàng nó dễ đi, chúng ta dễ tới và chỗ đậu xe rất là rộng rãi. Thì qua những điều kiện thuận lợi như vậy thì nếu là anh Hội có nói là nếu mà hôm nay chúng ta đồng ý á thì chúng ta sẽ book ngay trong ngày hôm nay hoặc ngày mai book nhà hàng liền. Lý do là chúng ta vừa rồi á, cái nhà hàng nó trong 6 tháng tới không còn chỗ nữa. Và chúng ta phải làm trong cái mùa hè năm tới. Thì giờ ở đây là hôm nay đại hội của tất cả các anh em để xin quý vị đóng góp ý kiến về vấn đề đại hội, cái là quan trọng nhất của chúng ta trong năm tới. Xin hội. Kính thưa quý anh, tại kỳ vừa rồi mình định là tổ chức 10 năm thành lập Hội Thủ Đức. Thật ra mình phải làm đâu ra đó, chứ mình phải làm nói 10 năm mình làm sơ sơ được. Cho nên chúng ta định muốn nhà hàng Sinopark, nhưng mà mình book tới tháng 10 cũng không có. Sau đó mình đi Empire Garden, thì ngoài đó thì hơi khó đi, nhưng mà đòi giá quá mắc. Và ngay như bây giờ mình muốn book một ca sĩ cho khá cũng không có nữa. Do đó tôi đã email cho quý anh và ban cố vấn, anh giám sát thì đồng ý mình dời qua sang năm. Tại vì mình muốn mời tất cả những cái hội đoàn, những cái hội cựu sinh viên sĩ quan Thủ Đức lân cận và tổng hội về đây. Cho nên mình phải làm sao đó cho thực sự đẹp mặt Hội Thủ Đức Massachusetts.
Do đó xin quý anh cho ý kiến. Mình không, như lần trước họp ở nhà anh Quang thì tất cả mọi người đều đồng ý là mình sẽ làm tổ chức lớn chứ không tổ chức nhỏ được. Còn tổ chức nhỏ thì anh em mình đây thì nó mất cái tiếng của 10 năm thành lập. 10 năm mình một lần, hy vọng mình không hy vọng rằng 10 năm sau mình có thể tổ chức được nữa, chắc chắn như vậy, vì anh như vậy. Cho nên nếu được, cả anh trẻ như Phong có và Lô, cả anh như Đổng, Mô, với lực lượng như vậy chúng ta sẽ tổ chức rất lớn, không có vấn đề gì cả. Và ở trên Lô thì đã chấp nhận. Nếu như phải đoàn đến thì trên đó sẽ tiếp phân nửa và dưới Boston sẽ tiếp phân nửa. Và nhân độ thu, anh cũng đã tình nguyện đưa đón những khách tới. Cho nên vấn đề đưa đón không có vấn đề, chỉ có vấn đề nhà hàng mà thôi. Và xin quý anh muốn quyết định như thế nào? Chúng ta nên làm lớn hay làm nhỏ? Và sang năm thì bây giờ cái như vậy, tôi xin đề nghị quý vị ý kiến như vậy là chúng ta sẽ tổ chức vào mùa hè ngày quân lực 19/6 luôn. Tại vì ngày quân lực như vậy chúng ta tổ chức có hai ý nghĩa. Tôi xin đưa đề nghị quý vị là chúng ta sẽ tổ chức đại hội 11 năm thành lập Thủ Đức Massachusetts. Thứ nhất, cái thứ hai là kỷ niệm ngày quân lực luôn. Và trong đó đó chúng ta sẽ bán vé, và nếu tiền dư ra tôi đề nghị anh em như vậy, số dư số tiền đại tổng đại chi phí đại hội sau khi trừ chi phí ra hết á, số tiền còn lại thì chúng ta sẽ yểm trợ cho thương binh đó. Thì cái đó thì rất là ý nghĩa, và họ có đi tham dự chúng ta và cũng không thấy là áy náy, là chúng ta có cái sinh hoạt vui anh em ở bên này, chúng ta cũng nhớ với anh em của chúng ta còn lại ở bên kia. Thì tất cả anh em để đồng ý, coi như là đồng ý cho tôi làm hội trưởng một nhiệm kỳ nữa, tức là từ 2012 đến 2014. Với sự yểm trợ của anh em như vậy làm tôi rất cảm động, và hy vọng rằng trong thời gian tới anh em hội cựu sinh viên sĩ quan trường Bì Thủ Đức sẽ gắn bó với nhau hơn. Chúng tôi biết rằng anh em đến với nhau không phải vì quyền, không phải vì lợi, nhưng với tất cả những tấm tình trường bộ binh Thủ Đức. Hy vọng rằng chúng ta đến với nhau để hàn huyên với nhau, để cùng chia vui sẻ buồn cho tất cả anh em. Và ở hải ngoại này chúng ta hy vọng rằng tình cảm đó sẽ gắn bó mãi mãi, và tinh thần trường bộ binh Thủ Đức vẫn còn mãi mãi. Tất cả kính chào tất cả và cảm ơn.